khoa y học cổ truyền phương Đông và kinh nghiệm dân gian Việt Nam, kết hợp công nghệ bào chế hiện đại tạo nên viên nậm bảo thanh. Viên nậm bảo thanh với các thảo dược trừ ho, bổ phế, trù trị ho do dị ứng thời tiết, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho dai dẳng lâu ngày, cổ họng ngứa rát, khản tiếng. Bảo thanh trừ ho, bổ phế, đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.